Mày gặp tao như ván này, tao cho mày gặp ma luôn như này. Mẹ cái thằng này mà ổ tao có một đống tiền đây, xong rồi ngồi nhìn chúng mày chơi này à? Đây, cũng nhìn cái bán bài như nào mà. Cái gì ơi? Ai vậy? Đây, ông anh em đến mang tiền đi đây nhỉ? Tiền nông ở đây, chúng mày đáp gì đây? Đáp hết rồi. Ông ấy đến đi chơi, ba người. Tao cũng chơi cho ba người, chỉ solo hai người thôi. Cút! Mẹ có đeo gì nào nào? 1 triệu. 1 triệu hả? Ui giời ơi. Ôi đi bố, cái thằng này mày bố mày đi 1 triệu. Cả đời đi. Cả đời đi. Mẹ ra đi. 2 triệu. Ông rồi đấy bà. Đi à, giờ bố mày đánh cái gì? Cả đời anh lên bánh bài này anh làm sao ấy. Mày đã được anh. Ngu cấp mẹ à mồm rồi. Bố không đánh. Cái kia. Bố. Rồi. Cái địch cộ mà mày vào mày phá đám bố. Mày bố bà thằng ác kìa phá đám à. Bà cái thằng này đi đi. Dậy đưa tiền đây để anh ấy. Cái thằng này ra. Ra không anh. Đây. Thao anh, ông anh nhỉ? Thao anh. Ra sát 2 triệu đây. Mày ra 3 triệu. Mày ngát vào phá đám bố mày. Ô cái thằng ngô này. Mặt nhà mày. Gà vào đây. Gà đây, gà có gà chứ ngồi gì. Thằng kia ngồi ngoài trật tự ấy. Mặt nhà mày. Ô mày vắng bà ngát của bố mày. Làm bố mà thua, mẹ mày bực chật đi. Thằng này nó ngố, bài cũng có điểm nào, lúc nào có đánh đi. Ôi làm chằm này. Mẹ mày chưa lên bài luôn đi. Đi làm bực chằm. Mình cầm trăm ơi. Ui cái bán bài thì úp vào kia luôn còn gì á. Cầm mẹ màu màu. Thừa cho 1, 2, 3 triệu khác. Mẹ à, chạy re kẹt như làm đéo gì mà. Ú bà 3 điểm. Ui à. Làm mới đéo cái bài bán này. Bán ngán rồi. Đấy tí thì được ăn. Mẹ ôi. Mẹ 1 điểm à. Vâng anh gà. Ôi nó bình tĩnh. Chắc là mày rung dọa áo rồi. Chắc là thế đấy. Đoán xem. Mẹ mày. Cái này bài đây. Mà không lấy bài à? Ôi, con hấp hấp búa nhỉ. Búa ơi, như nào? Búa đi ơi, mày có nghiêng ra búa chết. Đi ngay chị ô. Từ từ. Nghiêng này thì đồng hoa là được ăn tiền đấy. Chuẩn luôn. Rồi. Mày nói chuẩn đấy nhá. 1 triệu không? Có mày 2 triệu. 2 triệu cơ. Còn ếch một, nữa này. 2 này. Thừa cho 3 khác. 1, 2, 3. Chị ạ, kinh nghiệm con 1 này, 2 này. 3 là của mày. 1. 1 triệu ơi, thừa đéo đấy. Thừa hai khác, thừa đéo thì mà thừa đéo không thừa đéo thì mày cũng chết chi. À mà thằng này mà nó có hàng à? Hàng luôn. Ô mà tiếc cái đồng hoa thế. Hơn cái đồng hoa của mày một tí, cái đồng hoa hơn con của mày thì đéo. Cần. Chắc đi mày em 9. Em 9 đéo thì. Cua rồi em 9 đéo. Tiếp thế này. Tiếp à? Tiếp mày ăn thì kia. Tham cái đồng hoa đâu, cố theo gần. Thay mày đi, em đánh giỏi rồi. Ông ấy không nghe tao lại như nó nghề ấy. Nghề cơ. Nghề. Sao mới ra chạy rồi. Đoán thì mà chứng minh thư còn không có ai kìa. Này đi mẹ Jigika này. Ui giời. Sao? Sao Jigika không ạ? Đi bố bố cái gần như đấy. Ôi giời không biết anh Trinh điên rồi. Biết cả đeo. Đấy là cho mà cầm bài đấy. Bài thì bỏ cái gì hả anh? Bây giờ mày cầm bài này mày đánh cháu à mày luôn đi. Tao cho mà cầm bài. Ôi. Bố mày 3 thằng 2 này. Đi đi mày. Ô mày sợ mà nó chặt bà mày đây rồi sáng thì sáp gì anh nhỉ chị Âu. Ê ô khách mật luôn hai văn sao vào đây bực mẹ mày. Ô mày sao 2 đẹp này mà đéo ô khách tên nhỉ. Có khách nhưng mẹ không tính mà thằng mày nó có khách đấy. Nó bao điểm có 2 điểm luôn mà mày tiếc có 2 điểm luôn. 2 điểm rồi. 2 điểm thôi. Có 2 điểm luôn tiếc làm gì. Ô mày 2 WhatsApp thì mẹ mày chẳng có cái chất diệt gì cả. Ván này cũng sáp mà cái gì ván này mày cũng sáp mày thế thì làm sao mà đi mẹ bố đéo còn đinh bài đánh mày luôn này. Không đinh bài làm sao là con tay nuôi không đinh bài nữa đấy. Ôi, em điều đéo được. Ôi mày 500 rồi đấy. 500 thừa cho 1, 2 triệu khác. Ui giời cái ta đinh bài ấy. Nó có sáp nhưng mà nó là khách. Chứ mình không phải là khách. Mình vợt. Mày nói cái gì rồi? Mày eo làm chưa không? Xuống tiền nhà 2 triệu kìa. 1, 2 triệu của mày 1, 2, 9 3 triệu luôn. 1, 2, mày làm nhà với thôi. Thừa cho mày 1, 2, 3 triệu khác. Lên bài anh ơi. Không phải lên bài. Tao lên rồi, kệ cụ tao. Mày anh em mày. Cái bài này anh cứ để yên như này, anh đánh như này đủ ăn rồi anh sao lên. 3 triệu không? Mày chưa bài cho mày đi 3 triệu rồi. Sao biết được không bài thua. Mày đổ bài à? Đổi đâu đổi, bài nó bay đấy, ai chẳng đổi của mày. Thừa bao nhiêu? Tao 3 triệu đấy. 1, 2, 3 này, thừa cho mày 1, 2, 3 triệu khác. Thừa lại sao à? Thừa lại luôn như... Mày là thích quá con đéo ấy. Thôi lên bài anh nhỉ? Mẹ mày. Mày bài đi bài. Ông cứ để tiền đây tránh trường hợp hao bài em giấu. Không cần để đá. Ui giời. Đây mẹ thua cái điện thoại cúp vào đây là sao. Nói mà. Bài chưa mày. Chưa chơi bài nhỉ. 1, 2,
3 tọa trường bài thừa mày 3 5 triệu nữa. Chưa 5 triệu chạy dê kèn ngay. 4. Thế cơ. Địt mẹ nói mày anh mày phải chạy dê kèn. 1 2 3 4 5. Cho mày 5 khác. 1 2 3 4 5. Mày chưa nên bà mà địt mẹ mày dám đánh ván bài này gớm mày cơ. Bố mày gắt mặt lên rồi luôn đi. Anh thật đi anh đùa ấy. Tao đánh thật chứ sao anh đùa. Ui giời, tiền cứ phải lá ra rồi, anh cứ vất như thế chứ, bài cứ vất như thế. 2, 4, 6, 8, 10, 5 triệu này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 18, 20, 2, 4, 6, 18, 20, 2, 4, 6, 18, 20, 2, 4, 6, 18, 40, 4 triệu rưỡi, tổng chiếc rưỡi. 4 triệu rưỡi à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 được chưa? Tích thì kiếm nhỉ. Xong chưa? Xong rồi đây. Chơi bài nó chơi bài đâu. Chơi bài. Vớ tiền về luôn đi. À à, cua. À. Nhìn cho nó nét vào. Bố mày sao 39 điểm con này? Cần đéo phải lên bài đấy, 15 điểm thôi rồi, 9 điểm mày là đéo thì phải đi ăn lên. Nick. Tay giữa này, kéo con mi dưới xuống và ngón giữa này chúng ta sẽ kéo mi trên lên thì tôi sẽ kéo mi và tôi sẽ trực tiếp đeo vào mắt của mình này. Em nhìn này. Rất là đơn giản đúng không? Đặt một phát là ăn luôn này. Chúng ta hơi đảo mắt một tí. Đấy anh em sẽ nóng mắt đi. Dạ, thì cái kính nó đã vào trong mắt rồi. Thì anh em nhìn thấy không? Chưa vào. Chưa vào. Đó, ok. Thì bây giờ là hiện tại là mắt tôi là một mắt đã đeo vào kính vào rồi và một mắt chưa đeo, anh em nhìn nó sẽ rất là bình thường đúng không? Không có dấu hiệu gì cả. Đầu tiên chúng ta đeo vào thì nó hơi bị chảy nước mắt nhưng mà ngồi tầm 1 đến 2 phút là mắt chúng ta sẽ hoàn toàn là bình thường. Bây giờ tôi hiện tại tôi đã đeo một mắt rồi. Thì bây giờ tôi sẽ quay xuống dưới. Quay xuống dưới này. Thì hiện tại là ví dụ như camera chưa đeo kính thì camera sẽ không nhìn được các cái lá bài ở trên lưng cái bài. Đúng không? Nhưng với mắt tôi là tôi đã nhìn được những cái lá bài này là lưng cái bài là cây gì, ví dụ này. Đây này, trộn bài đúng không? Trộn bài bình thường, cắt bài thoải mái này. Bây giờ tôi sẽ nhặt từng cây một, tôi đọc cho anh em cây 8 này. Cây 2 này, 8 à 2 tép này. Như cây 6 này. 9 này. Cây 6 tiếp này, cây áp này. Đấy cây 7 này. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đưa cái mắt kính này vào camera điện thoại để đưa mắt kính vào camera điện thoại để anh em cùng nhìn luôn này. Đấy thì khi anh em đeo kính vào anh em sẽ nhìn được như thế nào. Đây. Anh em nhìn nhá. Trộn bài bình thường này. Anh em chỉ cần cầm bài như này, anh em chia ra cái nào đây, chúng ta nhìn cái đấy, đấy cái 9 này, cái 7 này. Và đây là cái Q này, là 9 với 7 mới Q, được chưa? Là chúng ta có 6 điểm này. Còn là nhà này, cái 8 cái Q và cái 4 nữa, nhà này là ví dụ như chơi liêng hoặc chơi ba cây thì người ta nhìn được phát người ta đã biết là 2 điểm rồi. Đấy rất là đơn giản, anh em nhìn này. Đấy, các lưng cái bài nhìn rất là rõ và nét. Đấy anh em nhìn chưa? Đấy, nét không ạ? Chúng ta có thể nhìn từng cây một luôn đấy. Ở đây là cây 10 là dấu cộng này. Cây Q là hình chữ Q màu tím ở giữa này, anh em nhìn này, nét luôn này. Đây là cái 8 này, hình số 8 luôn này. Cái 3 thì sẽ là hình số 3.